Vân Anh và chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào ông Điện. Vâng, chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì ông Đỗ Như Điện là người điều hành của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi. Đài Phát thanh Đáp lời sông núi phát trực tiếp về Việt Nam hàng đêm từ 9 giờ đêm cho đến 9 giờ 30 đêm trên làn sóng 1503 kg chu kỳ, tức là làn sóng của đài BBC cũ, và quý khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới cũng có thể nghe trực tiếp chương trình Đáp lời sông núi qua hệ thống điện toán toàn cầu và số điện thoại trên màn ảnh. Và thưa ông Điện, ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại trong những cái tin tức về tình hình quốc nội tại Hoa Kỳ, phải không ạ? Vâng, chuyện ở Hoa Kỳ rất là nhiều chuyện. Từ đầu năm, từ cuối năm 2016 tới bây giờ nó rất là sôi động, và càng ngày bây giờ nó vẫn càng sôi động và làm cho nhiều người đâm ra hoang mang, không biết nước Mỹ đang đi về đâu. Đó là cái tâm tư của rất là nhiều người. Chúng tôi là những người làm truyền thông, thành đã theo dõi khá chặt chẽ những cái chuyện đó. Thì có lẽ bây giờ chúng ta cho quý thính giả biết một số những cái sinh hoạt mới đi. Dạ vâng, thưa quý vị, kể từ ngày Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đó là Donald Trump, lên nhậm chức, tức là ngày 20 tháng 1 phải không ạ? Đúng rồi, thì đến hôm nay là gần 2 tháng. Thì ở trong cái kế hoạch 100 ngày đầu tiên của ông, thì chúng ta thấy rằng ông đã làm việc rất là nhanh, và theo rất là nhiều ý kiến của những người ủng hộ ông cho biết rằng ông là một vị tổng thống mà sau khi đắc cử rồi thì ông thực hiện những cái lời hứa của ông trong cái lúc mà tranh cử. Đúng. Theo đúng cái lời hứa và làm việc rất là nhanh. Tuy nhiên, ông cũng nhận được cái sự chống đối rất là mãnh liệt, và phải nói là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một vị tổng thống bị chống đối nhiều như vậy, phải không thưa ông? Đúng rồi. Ông ấy, thứ nhất là ông ấy giữ lời hứa, và cái giữ lời hứa của ông thì ông thực hiện, và khi thực hiện, trong khi cái guồng máy chính phủ của ông nó chưa hoàn thiện, tức là nó thiếu cái bánh xe này, nó thiếu cái con vít kia, thành cái máy nó đang trục trặc. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, trong khi ấy ông bị chống đối như cô nói rất là đúng. Bây giờ ông Tổng thống Donald Trump đang bị những cái mũi dùi này tấn công. Thứ nhất là media, tức là truyền thông. Mà trong giới truyền thông thì chúng ta thấy là có thể nói là đa số những cái cơ quan truyền thông lớn đều chống, ngoại trừ cái đài Fox là cái đài mà dung hòa hơn. Còn những đài kia là nếu ai theo dõi những cái tin tức hàng ngày thì gần như là cả nước chống ông ạ. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy đâu. Nếu chúng ta quân bình mà nhìn mọi khía. Cái thứ hai là ai chống? Là những người thua cuộc bên Đảng Dân Chủ. Bởi vì thua Tổng thống đã vậy, thua cả Thượng viện lẫn Hạ viện và cả các thống đốc ở các cái tiểu bang nữa. Do đó người ta phải làm cái gì đó để mà lấy lại cái uy tín. Cái thứ ba là những thành phần gọi là đặc biệt là những thành phần di dân và di dân bất hợp pháp. Và cái thứ tư là những người gọi là khuynh tả. Cái thứ năm là những người mà có thể nói rằng mình thấy họ quá khích, và đặc biệt là đó là những cái thành phần mà như là gay, lesbian, ủng hộ phá thai vân vân, thì những thành phần đó là những thành phần chống. Do đó nếu mà nhìn trên tổng thể thì chúng ta thấy rằng quay chỗ nào ông cũng bị chống, cũng bị chống hết. Thế nhưng mà nhìn lại thì thấy rằng là ông đang vẫn tiếp tục làm việc, mặc dù cái nội các cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng mà ông vẫn tiếp tục làm việc, và ông ấy đã liên tiếp dùng cái quyền tổng thống, tức là đưa ra những cái sắc lệnh. Đó, thì đó là cái vấn đề nội chính của nước Mỹ. Thì trong ấy là chúng ta thấy rằng cái chúng ta chia làm hai lĩnh vực cho nó dễ nói chuyện. Có lẽ hôm nay đủ thì giờ để chúng ta nói về cái vấn đề nội chính thôi, tức là cái vấn đề ở trong nước thôi, phải đối nội thôi, thì nó gặp nhiều vấn đề lắm. Chắc cô Vân Anh muốn... Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là nổi cộm nhất là trước đây ông đã ra một cái dự luật về di dân, và sau đó thì đã bị chống đối, phải không ạ? Vâng. Và ông tiếp tục ra một cái dự luật thứ hai. Thì ông Điện có thể nói về cái dự luật di dân này. Có ba cái vấn đề gọi là nổi cộm đối với Tổng thống Donald Trump. Cái thứ nhất là ông muốn xây cái bức tường. Thì cái đó bây giờ gác qua một bên đã. Cái thứ hai là vấn đề di dân. Và cái thứ ba là vấn đề Obamacare. Okay. Ba cái chuyện này là ba cái chuyện nó đang là vẫn là nóng, đặc biệt là khi mà ông ra cái sắc lệnh về vấn đề di dân, thì
tôi cho rằng danh từ chuyên môn ở bên này người ta gọi là chơi football, nó gọi là bị ôm quả banh mà bị hất tung ra, gọi là fumble. Thì khi mà ông đưa ra cái sắc lệnh đó thì chưa chuẩn bị từ trên xuống dưới, đưa ra sắc lệnh nhưng mà nhân viên chưa huấn luyện, chưa nghiên cứu đầy đủ cách thức áp dụng sẽ gặp những cái gì chưa có, do đó nó bị vấp. Và bị vấp như vậy thì bị bên phía tư pháp ở một số tiểu bang họ kiện, họ ngăn, dùng cái quyền tư pháp để ngăn. Và cái đó nếu mà cứ tranh cãi thì có thể hàng năm cũng không giải quyết được. Do đó ông bỏ luôn cái đạo luật ấy, à bỏ luôn cái sắc lệnh ấy, và ông đưa ra cái sắc lệnh mới mềm dẻo hơn. Thì sắc lệnh mới nó có những cái điểm khác với cái cũ như thế này. Thứ nhất là những người đã có visa vào nước Mỹ thì vẫn được tiếp tục vào cứu xét. Thứ hai, những người có thẻ xanh mà ở nước Mỹ thì sẽ không bị ảnh hưởng và đang du lịch, đang ra nước ngoài chẳng hạn thì vẫn trở về, không có ảnh hưởng gì. Cái thứ ba là ông bỏ Iraq ra khỏi danh sách 7 quốc gia mà chỉ còn 6 thôi. Đó. Thì đó là những cái nó thay đổi. Và khi mà ra cái sắc lệnh đó thì ông có 10 ngày để cho huấn luyện cho nhân viên, chuẩn bị nhân viên để thi hành. Nhưng mà hiện tại bây giờ có một số tiểu bang vẫn chống, vẫn đang trong ấy. Bây giờ có California cũng gia nhập. Thứ nhất là bên Hawaii, rồi Washington State, rồi California, chưa biết có bao nhiêu tiểu bang. Nhưng mà theo những cái chống lại cái sắc lệnh này. Chống lại sắc lệnh này. Nhưng mà theo những thẩm định chuyên môn đó, thì nếu đưa ra gọi là xét xử một cách công minh đó, thì những cái lý luận của các cái tiểu bang đó không khó mà được chấp thuận. Bởi vì ông đã điều chỉnh tương đối nó cũng là rất là rộng rồi. Đó, bởi vì cái chính của ông là gì? Loại trừ những phần tử cư ngụ bất hợp pháp, phạm pháp, những người kẻ phạm pháp, tức là có tội phạm thì bị trục xuất. Nếu không có phải là trục xuất tất cả những người di dân, thì do đó cái điểm đó là điểm hết sức là then chốt, mà đó là vấn đề an ninh của nước Mỹ. Và thực sự các đời tổng thống trước cũng đã thực hiện điều này. Cũng như dạ, vậy, vâng. Dạ, vâng. Do đó nếu mà hai bên tranh cãi nhau thì đưa ra trước pháp trường, trước tòa án quốc tế, tòa án trọng tài, tức là tối cao pháp viện đó. Nhưng mà hiện tại cái khổ cái nữa là tối cao pháp viện bây giờ vẫn còn thiếu một thẩm phán, mà chuyện này sợ rằng là 2 tháng, 3 tháng, có thể 6 tháng chưa có. Là vì bên phía dân chủ vẫn chống cái ông mà do Tổng thống Donald Trump chỉ định. Thì cho đến bây giờ bên dân chủ đó, ở Thượng viện đó, đang còn vẫn quyết định chống, và họ đe rằng họ sẽ dùng cái filibuster, tức là cái quyền phát biểu kéo dài, nhịn ăn nhịn ngủ luôn, và phát biểu giờ này qua giờ khác, có khi là 3-4 ngày luôn, cứ đổi nhau phát biểu như vậy. Thì nó đã từng xảy ra chuyện đó rồi, chúng ta nghe tức cười, nhưng mà Mỹ nó có cái chuyện đó thì sợ rằng là sẽ kéo dài rất là lâu. Và cái điều thứ hai đó là sẽ bỏ về vấn đề Obamacare, vâng, thay thế vào gọi là American Care Act. Bây giờ nó là cái American Healthcare. Yeah. Thì đây là một cái gọi là cái dự luật đang ở Hạ viện, và sáng hôm nay ông Paul Ryan, tức là Speaker of the House, thì đã trình bày cái đó. Và bởi vì ở trong cái ủy ban nghiên cứu thì nó đã pass rồi, bây giờ sắp sửa đưa ra cả cái Hạ viện để chấp thuận, để biểu quyết. Và bây giờ họ đang tranh luận nhau, và bên dân chủ cũng sẽ chống, và bên thượng viện thì họ đe là họ cũng sẽ, bên phía dân chủ cũng sẽ chống. Nhưng mà trong cái buổi họp báo trưa nay và cái sự thăm dò mới nhất đó, thì thấy rằng là có thể nó sẽ thông qua được ở Hạ viện, có thể thông qua ở Hạ viện. Thì nó có những điểm như thế này. Thứ nhất đó, là dựa vào cái Obamacare trước đây thì nó có một số những cái lỗ hổng, có những các cái mà, bởi vì trong số 50 tiểu bang á, thì có hơn 20 tiểu bang, tôi nhớ không lầm là 20 mấy tiểu bang họ không xài, họ không ưa. Thành ra những cái tiểu bang đó họ đứng về phía của chính phủ Donald Trump. Nhưng mà những cái một số tiểu bang khác á, thì họ vẫn ứng dụng. Nhưng mà nó có cái này, cô Vân Anh và thưa quý vị, ai đã dùng thì biết. Thứ nhất là những người bị phạt, nếu không mua bảo hiểm bị phạt, họ chịu phạt chứ họ không chịu mua. Họ không mua, đúng rồi. Cái thứ nhất.
Cái thứ hai, cái lý do họ không mua là vì sao? Là vì họ phải trả thuế, tức là họ dùng cái tiền mua đó để mà đắp cho vào cái chỗ kia, thành ra họ họ không chịu. Cái nữa là nó quá đắt, nó quá đắt. Cái rất là quan trọng nữa mà chính trong gia đình tôi có người đây này, là đem cái Obamacare đi, hầu hết các bác sĩ chuyên môn họ không nhận, đó là những vấn đề. Thành ra bên nào cũng có lý của họ, bên dân chủ thì muốn giữ lại Obamacare, nhưng mà bên Cộng hòa thì muốn làm như vậy. Và bây giờ tôi nghĩ rằng chậm là trong vòng 2 tuần lễ nữa có thể nó sẽ được thông qua ở Hạ viện, còn lên Thượng viện thì nó là một cái bước thứ hai. Và có lẽ lên Thượng viện rồi thì bên Thượng viện lại có thể có một số điều khoản thay đổi và nó lại đem ngược về cho Hạ viện. Và lúc đó nó đòi hỏi một cái sự gọi là dung hòa giữa bên Dân Chủ và Cộng Hòa để có được một cái dự luật về healthcare. Mà vì đây là cái chuyện mà tôi nói những cái, tôi cho rằng là những cái lời của một số đài truyền hình, một số cái media đó, họ cố tình bóp méo sự thật. Thí dụ cái tên người ta đặt rõ ràng là American Healthcare, tức là một cái dự luật về sức khỏe cho người dân, của Hoa Kỳ cho người dân. Thì bây giờ họ nói rằng cái này không còn là Trump Care nữa, và cái này là Paul Ryan Care. Tại vì bây giờ đang nằm trong tay Hạ viện, thành ra họ làm như là giữa ông Tổng thống và ông Chủ tịch Quốc hội là hai cái đối chọi nhau. Thì bên hành pháp họ cũng có ý kiến của họ, bên lập pháp cũng có ý kiến của bên đó. Nhưng mà rõ ràng bây giờ nó đang nằm trong tay Hạ viện thì Hạ viện phải giải quyết. Rồi nếu bên hành pháp người ta thấy có điểm nào cần phải thêm hay bớt thì lúc đó người ta phải đưa ra để sai thừa đổi, rồi lên Quốc hội, lên Thượng viện nữa. Do đó những cái cách truyền thông như vậy làm cho nhiều người tưởng rằng là nó có một cái sự rạn nứt hay là một cái sự chống đối nào giữa những người lãnh đạo trong Đảng Cộng hòa. Đó là những cái mà những cái ngôn từ họ dùng nó không chính xác. Vâng, nhớ lại trước khi mà có dự luật về bảo hiểm Obamacare thì người dân Hoa Kỳ tự do, phải không ạ? Muốn mua bảo hiểm theo cá nhân cũng như là đi làm, thì không biết rằng với cái sắc luật mới về sức khỏe đó, này họ chứ là họ đưa ra cái đó, tức là có quyền tự do. Có quyền tự do thì cái chủ trương của cái American Healthcare nhắm vào 3 điểm. Điểm thứ nhất là người dân có toàn quyền tự do để chọn lựa. Thứ hai là đây là một cái điểm mới mà lấy lại từ cái của Obamacare. Tức là các hãng bảo hiểm không được phép khước từ khi người ta đã có bệnh. Bởi vì trước đây nó có cái chuyện đó. Bây giờ dầu người ta có bệnh cũng phải vẫn bán như thường. Cái thứ ba rất là quan trọng đó là thuốc. Bởi vì thuốc là một vấn đề hết sức lớn trong cái nước Mỹ này, là vì cái giá thuốc quá đắt, có những bệnh không thể mua được thuốc. Vì vậy bảo hiểm căn cứ vào cái thuốc để họ từ chối, họ không bán bảo hiểm vì cái thuốc, cái bệnh đó phải dùng cái thuốc đó quá đắt, do đó cái service nó nghèo. Và vì vậy có bảo hiểm nhưng mà không được service. Thì bây giờ đó là những cái điểm mà bên cái dự luật mới muốn đưa ra để cho người dân có mua, tự do mua bảo hiểm là một. Thứ hai, có quyền chọn lựa chương trình bảo hiểm thích hợp với mình. Và được hưởng cái, đây là một vấn đề mà họ cố gắng làm, tức là hạ giảm cái giá thuốc xuống. Đó là những vấn đề rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúng ta biết được là có rất là nhiều người từ Hoa Kỳ mà qua Canada để mua thuốc. Đúng rồi. Đó là một cái điều mà ông Trump ông nói ngay từ đầu, tại sao mà thuốc ở Hoa Kỳ đắt như vậy trong khi người dân lại mua thuốc ở bên kia. Và đây cũng là một cái điều mới nữa, là người dân có quyền qua biên giới để mua thuốc. Đó. Và nếu mà người ta có quyền qua biên giới thì tự nhiên giá thuốc ở bên Mỹ lại phải điều chỉnh chứ. Bởi vì có những loại thuốc kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được một viên thuốc chẳng ra gì mà cả mười mấy, hai chục đồng, có khi trăm đồng một viên thuốc, trong khi ở bên Canada giá có thể có 1/3. Theo sự nhận xét của ông thì dự luật này có thể được thông qua không? Tôi nghĩ rằng sớm muộn gì cũng được thông qua, bởi vì nó là cái nhu cầu hết sức là thiết thực. Bởi vì cho đến bây giờ đó thì ngoài cái Medicare, Medicaid ở các cái tiểu bang, nó vẫn còn rất nhiều người ta cần. Và bây giờ cái như là chúng ta thấy cái quan trọng là
Như chúng tôi làm đi làm trước đây, khi chúng tôi ở cái tuổi lớn rồi, một tháng tôi với bà xã tôi đó phải trả 1.400.000 tiền mua bảo hiểm. Mà nếu bây giờ mình retire mình chết luôn, làm sao chịu được? Trong khi có 2 năm vừa rồi chúng tôi có, thì bà xã tôi là có Obamacare, rất nhiều bác sĩ không nhận. Chết cha. Thành ra đây là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó phải đi qua, nó phải giải quyết được. Và hy vọng rằng là hai đảng Cộng hòa Dân chủ họ thấy cái nhu cầu của dân chúng để họ điều chỉnh thế nào cho người dân được hưởng gọi là cái chăm sóc sức khỏe như là cái lời ông Trump ông hứa là cho tất cả mọi người. Vâng, chúng ta hãy chờ xem trong những tuần lễ kế tiếp cái tin tức như thế nào. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại trong một cái chương trình khác. Yeah.